Rồi, đã tới đường suối này các bạn. Giờ nước đang lớn nữa. Cái lại chỗ đây đường nó lầy lắm. Rồi, xe con nông đi xuống. Xuống cho cái đường lớn anh em mấy bạn. Đấy là mình lên nó khởi lún. Rồi, lên.
tôi khát đằng, hai con ạ, hai con ạ, ấy tôi khát đằng.